Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lỗ Chí đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với tất cả các bạn. Hôm nay ở cái cuốn video này thì mình sẽ chia sẻ cái câu hỏi của cũng rất là nhiều các bạn liên hệ với Lỗ Chí, là các bạn hỏi là tại sao cái cây hoa mẫu đơn á khi mới đâm chồi non thì nó dễ cái hiện tượng là bị cháy cái lá non, và cái đọt non nó hay bị gọi là nó bị sụ đọt với các bạn. Thì để hôm nay thì Đỗ Chí sẽ làm cái video này, Đỗ Chí sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn cái kinh nghiệm của mình đã từng trải qua trong cái vườn đơn của mình, rồi mà tất cả các bạn cùng theo dõi nha. Theo lời của các bạn liên hệ với Đỗ Chí á, thì các bạn có mắc phải cái tình trạng á, là khi mà mình trồng đơn, mình thần đơn thì sau một thời gian thì gặp cái hiện tượng là cây đơn nó khi cái chồi non nó lên và nó bị cháy, nó bị khô héo như thế này. Thì có rất là nhiều bạn bạn gặp cái trường hợp như thế này và liên hệ với mình. Thì sẵn đây hôm nay thì để mình chia sẻ đến tất cả các bạn cái lý do mà tại sao cái cây đơn mà khi mà mình trồng mình chăm á, nó dễ cái hiện tượng là bị cháy cái đọt non như thế này nè, khi ra bị cháy nè, và thậm chí các bạn á, là nó bị cháy nhiều nhiều hơn nữa. Thì theo theo mình quan sát trong vườn của mình thì ở vườn mình á, thì hầu như cái tình trạng bị cháy này thì nó cũng ít, nó chỉ xảy ra ở những cái cây mà những cái cành mà mình cắt cái đoạn thân ra rồi mình cắm vào chậu á, thì nó có cái hiện tượng như thế này. Nhưng mà theo á, là mình tìm hiểu thì cái hiện tượng nó cháy như thế này nè, thì nó sẽ có ba cái nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng mà khi mà cái cây nó đâm chồi non ra và nó là bị cháy đọt. Thì mình tìm hiểu được á, thì nó có ba cái nguyên nhân sau. Thì để hôm nay thì Đấu Chí chia sẻ bằng cái lý thuyết, rồi các bạn có thể là mình áp dụng tiến hành làm theo, chứ đây là cái kinh nghiệm thực tiễn của nhà vườn mình thôi. Thì ba cái nguyên nhân đó, thì cái nguyên nhân thứ nhất là cái cây của bạn á, khi mà các bạn trồng á, mình không có xử lý triệt để được cái bầu đất sét ở trong cái cây ra, rồi mình trồng vào vào trong chậu thì cái cây mình á, nó sẽ không có ra được cái rễ mới để nó hấp thu những cái dưỡng chất để nó phát triển. Hoặc là cái cây mình trồng á, nó bị ngập úng, rồi nó dẫn đến cái hiện tượng là nó bị cháy những cái đọt. Còn những cái cây mà mình trồng mà mình phát triển tốt được cái bộ rễ á, thì chồi lá nó ra nó mới xanh mà mập như thế này, thì cái cây nó rất là an toàn và khi nó lên thì nó sẽ phát triển to lên luôn. Còn cái nguyên nhân thứ nhất là khả năng á, là cái cây của mình á, nó bị cái hiện tượng là nó không có ra được cái phần rễ. Rồi cái nguyên nhân thứ hai á, là cái cây của bạn á, nó bị nhiễm nấm bệnh. Bị nhiễm nấm bệnh là nhiễm một cái số cái con vi khuẩn nó tấn công vào cái phần rễ á. Vi khuẩn nó tên gì thì mình không có biết chính xác cái tên vi khuẩn tên gì, nhưng mà mình tìm hiểu được thì nó do bị một loại vi khuẩn nó tấn công vào cái rễ, thì nó sẽ làm cho cái cây của mình nó không có dưỡng chất đi lên trên cái lá cây để nuôi được. Cái con vi khuẩn nó tấn công vào rễ, nó sẽ đi vào cái lõi cây, nó đi vào phần cái lõi cây để nó phát triển ở trong cái lõi cây á, thì nó làm cho cái dưỡng chất của mình nó không có dẫn lên trên cái cành lá nuôi được, thì cái cây mình nó bị cháy lá và nó bị quéo lá như thế các bạn, tại vì do nó không có dẫn nước lên được á, rồi nó không có dẫn cái chất dinh dưỡng lên để nó nuôi cái cành ở trên được, thì làm cho cái hiện tượng là nó bị cháy lá. Và một cái nguyên nhân thứ ba nữa là do cái khu vực địa điểm của các bạn á, nó khi mà cái cây nó ra chồi non thì nó rơi vào cái ngày á là có mùi sương muối, thì nó sẽ làm bị cháy lá cái chồi non của mình.
Thì đó là ba cái nguyên nhân mà Đỗ Chí tìm hiểu được á, là nó dẫn đến cái vấn đề mà bị cháy đột ngột như thế này. Thì các bạn gọi cho mình nhiều về cái vấn đề này nè, thì đa phần là mình thấy các bạn ở tỉnh miền Bắc á, thì cái vấn đề bị cháy cái đọt non như thế này thì rất là phổ biến. Còn ở trong miền Nam của em thì nhà vườn em thì nó rất là hiếm cái hiện tượng bị cháy đọt như thế này. Thì đó là ba cái nguyên nhân cơ bản mà nhà vườn em đã tìm hiểu và đúc kết được trong thời gian qua. Thì cái nguyên nhân cái đó là cái nguyên nhân. Còn cái cách mà mình làm sao mình biết á, là cái cây mình nó rơi vào cái bệnh nào, thì các bạn á, ở cái vấn đề đầu tiên là cái cây nó không có ra được cái rễ mới để nó phát triển. Thì đơn giản là các bạn á, bạn bới xung quanh nè, các bạn bới xung quanh cái hành chậu mình lên xung quanh thôi. Thì các bạn, nếu các bạn thấy những cái rễ mà nó mọc trắng xung quanh ở cái thành chậu á, tại vì đặc biệt đó là cây đơn hay là tất cả cái cây cảnh nào cũng vậy, khi mình trồng á thì rễ nó sẽ phát triển rồi nó sẽ bò ra ngoài sát cái thành chậu, rồi nó ăn sát xung quanh cái thành chậu rất là nhiều. Thì đối với cái cây mà đang phát triển tốt á như thế này nè, thì các bạn sẽ bới xung quanh cái thành chậu lên, thì các bạn sẽ thấy rễ nó ra rất là nhiều. Mà cái cây mà các bạn bới xung quanh thành chậu mà không thấy cái rễ cám mới nó mọc ra ở xung quanh cái thành chậu, thì là cái cây đó nó đang có hiện tượng là nó bị cháy lá như thế này nè. Đây các bạn, đó, nó bị cháy lá như thế này nè. Thì khi mà mình kiểm tra được như vậy á, thì mình thấy là cái rễ nó không có ra ở xung quanh cái chậu, thì là nó không hút nước lên nuôi được. Thì cái cây mình á, là nó đang bị thiếu nước, thì nó dẫn đến cái hiện tượng là nó khô chồi và khô luôn cái cành và khô luôn cái thân cây. Thì đó là cái cách kiểm tra thứ nhất. Còn cách kiểm tra thứ hai á, là các bạn xem á, là coi á, là trong cái vườn cây của mình á, nó có nhiều cái cây khác mà nó có hiện tượng là nó cháy cái đọt non luôn, giống như cây đơn mình, nó trong một cùng một thời điểm không. Ví dụ như trong một cái ngày đó hay là cái tuần lễ đó mà nó bị cháy lá, thì các bạn xem thử coi đó là có cái những cây khác nó cũng bị cháy như vậy không. Thì nếu mà nó cũng cháy như vậy á, thì mình sẽ xem coi có bị hiện tượng là mùa sương muối hay không. Nếu bị mùa sương muối thì nó sẽ bị cháy đều hết tất cả các loại cây khác, chứ nó không có riêng gì về cây đơn của mình. Thì đó là cái lý do và bị mùa sương muối. Và cái lý do thứ ba là bị sâu bệnh bị cái con vi khuẩn nó tấn công vào cái phần phần cây. Thì các bạn cũng kiểm tra bằng cách kiểm tra rễ, các bạn cũng bới xung quanh cái thành chậu này xem, nếu như mà cái rễ trắng á, nó mọc ra nhiều, cái rễ non nó mọc ra rất là nhiều ở xung quanh cái thành chậu, thì mà cái cây nó ở trên cũng có cái hiện tượng á, là nó bị cháy cái lá ở phía trên, thì các bạn sẽ nghĩ ngay đó, vấn đề là cái cây của mình nó bị nấm bệnh vi khuẩn nó tấn công rồi. Thì đó là cái cách để mình kiểm tra, tại vì nó có ra rễ rồi thì nó sẽ hút được nước và dưỡng chất lên trên nó nuôi, nhưng mà là nó không có dẫn truyền lên trên được, thì nó bị vi khuẩn hay là sâu bệnh đó, nó tấn công cái cây của mình. Thì cách khắc phục đó, thì ở tùy theo trường hợp. Ví dụ như là cái trường hợp đầu tiên là cái cây nó không có ra rễ được để nó hút nước lên trên nó nuôi cành và nuôi chồi, thì các bạn phải tìm cách là mình xử lý làm sao cho nó thông thoáng cái chậu cây của mình, bằng cách trồng chất trồng xốp, rồi xử lý thông cái bầu đất ra, rồi mình không có để cho cái cây nó bị ngập úng cái nước khi mà mình tưới, nó không có thoát ra ngoài hết. Thì đó là cách xử lý cái chậu cây ngập úng. Thì ở video này thì Đỗ Chí không có chia sẻ sâu về cái vấn đề này, chỉ nói cái phần lý thuyết thôi. Rồi các bạn có quan tâm theo dõi cách trồng đơn thì ở trang cá nhân của mình thì có rất là nhiều clip hướng dẫn cách trồng cho nó đúng quy trình, đúng cách. Còn cái vấn đề thứ hai, xử lý vấn đề thứ hai là bị mùa sương muối, thì cái vấn đề này thì nó cũng khó lắm các bạn, tại vì các bạn nếu như các bạn phải theo dõi dự báo thời tiết hàng ngày thì khi mà có báo mùa sương muối thì sau khi là sáng hay là sau khi buổi cái đợt nào cái mùa sương muối nó nhiều á, thì mình có thể là mình dùng nước để mình tưới phun lên lá lên thân ngay để mình giả cái mùa sương muối ra, chứ không có cách nào để mà mình tránh được cả. Còn nếu như những cây phôi nào mà có
có thể là bưng bê nổi, thì các bạn vào những cái đợt mà mùa xuân muối mạnh như vậy á, thì mình có thể là mình bưng bê vô nhà, mình để trong nhà tầm khoảng vài hôm thì mình đem ra để tránh cái mùa xuân muối đó, thì cũng rất là tốt, chứ cũng không có cách nào để mình tránh được cái mùa xuân muối cả. Và có một nguyên nhân nữa là trong cái hiếu đọt đó thì do rét, rét thì đó là cái chuyện đương nhiên rồi, thì các bạn cũng phải quan tâm coi cái cây mình có phải rơi vào cái tình trạng rét thì nó héo rọt hay không. Đó thì mình không có liệt kê vào cái phần mà bị héo rọt này. Thì rét thì ở miền Bắc có nhưng miền Nam không có. Thì cái video này thì Đỗ Chí nói cho tất cả các bạn cùng nghe luôn, cho nên là mình không có nói vấn đề rét vào. Thì rồi cái nguyên nhân thứ thứ ba là do mình, nếu như cái cây của mình là bị nấm bệnh tấn công, thì các bạn hãy ra ngoài cái cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật á, thì các bạn nói là cây của mình là bị nấm bệnh, bị vi khuẩn tấn công vào cái phần rễ làm cho cái đọt non nó bị cháy á, thì họ sẽ có cái loại thuốc bảo vệ thực vật họ bán cho mình. Còn thuốc hiệu tên gì thì ở tùy theo vùng miền, thì các bạn đi ra ngoài tiệm các bạn mua thì họ sẽ bán cho các bạn, chứ các bạn đừng có hỏi Đỗ Chí là cái tên đúng con cái tên nó đi tìm thì nó vất vả lắm. Nếu là đúng cái loại thuốc trị cái con bệnh đó, công ty này ở vùng này ở miền nào nào làm thì họ đặt tên miền nấy, chứ không nhất thiết là phải đúng cái tên, đúng cái tên đúng cái nhãn mình tìm nó vất vả lắm. Mà mình chỉ cần cung cấp cái tên bệnh và cái triệu chứng cái cây của mình bệnh như thế nào, thì ở địa phương của các bạn á thì họ sẽ có cái loại thuốc mà phù hợp với ở vùng của các bạn, thì các bạn mua về các bạn làm theo hướng dẫn trên cái bao bì, tưới hay phun hay sao đó thì các bạn làm theo thì nó sẽ có hiệu quả. Rồi thì đó là ba cái nguyên nhân mà mình đúc kết được trong cái vườn cây cảnh của mình. Thì đây là cái chia sẻ từ cái kinh nghiệm của mình thôi, còn các bạn nào mà có cái phát hiện mới hay là những cái kinh nghiệm mà chăm cây mới á, thì các bạn cùng nhau thảo luận và chia sẻ để cho cái các bạn khác á có cái cách để mà phòng tránh và chăm sóc cái cây hoa bồ đề của mình á, nó tốt hơn và nó hoàn thiện hơn và ngày càng có nhiều tác phẩm hoa bồ đề đẹp ra đời. Thì cuối lời thì Đỗ Chí xin chúc tất cả các bạn á năm mới có nhiều tác phẩm cây hoa mẫu đơn đẹp, và chúc gia đình các bạn là luôn hạnh phúc và vui vẻ, thành công trong con đường cây cảnh nghệ thuật của mình. Rồi Đỗ Chí xin trân trọng kính chào.